Giờ nếu mà con về thì mẹ vô hỏi xin anh chị xui cho con về ngoài này con ở, con đặng con nuôi con cho nó khôn lớn. Chừng nó lớn thì sao bây giờ vậy, khổ lắm con ơi. Người ta di lận ngoài, người ta đâu có nói con giận chồng, mà ta cứ nghĩ là con bỏ chồng mà theo trai không à. Dạ con xin phép chào bà. Dạ chào cậu. Bà có thể giới thiệu bà tên là gì? Dạ tôi Nguyễn Thị Sáu. Bà Sáu là quê ở đâu đây? Dạ quê ở Vĩnh Long. Vĩnh Long à? Dạ. Là bà mới từ Vĩnh Long bà lên Bình Dương hay sao? Dạ, mới lên lần đầu, lên tìm bác sĩ Hải, hiệp sĩ Hải, tìm con, Dạ. gái tôi giùm con tôi. Dạ, bà đi từ lúc mấy giờ đây bà? Dạ 2 giờ. 2 giờ sáng. Dạ. Bà đi cùng với ai? Dạ đi mướn cái xe ông tài xế với đứa em gái, nó đi Dạ. theo cùng. Vậy là hôm nay là bà lặn lội từ Vĩnh Long Dạ. lên Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ ở Thanh Hải tìm con. Dạ. Con gái của bà họ tên đầy đủ là gì? Hồ Lan Phương, Chị nhiêu tuổi rồi bà? sinh 1985. 85 là năm nay 39 tuổi rồi. Dạ. Sao chị bỏ đi? Dạ, vợ chồng nó không có hạnh phúc. Thì cách đây 3 tuần trước thì nó đi làm công ty mà nó đau, sáng nó bị vô chổng như sức khỏe nó không có, nó bị mệt, nó xỉu rồi nó chóng mặt, người ta đưa ra bệnh viện. Dạ. Rồi ra bệnh viện thì điện cho chồng nó, rồi ông vợ chồng nó điện cho tôi nữa. Rồi ông vợ chồng nó, ông chạy xuống, ông ở đó, đặng đem nó vô bệnh viện, rồi tôi ra sau, tại vì nhà tôi xa. Dạ. Rồi ông vợ chồng nó có kêu con nó, lại kêu cha thằng chồng nó, thiền chồng nó không có biết. Rồi thôi Dạ. nó bỏ luôn, nó không có thăm lơm, không gì hết á. Rồi cách đó mấy ngày nó đi đó, thì nó có hỏi tôi là: mẹ ơi bây giờ con khổ quá, con ở chắc không được, thôi mẹ cho con về ngoài mẹ, mẹ con cho con dẫn con về ngoài mẹ con ở đi. Dạ. Rồi tôi không cho, tôi nghĩ là nếu mà cho vợ chồng nó vậy, mình cho nó về ngoài này, mình cho nó ở thì cũng như là sợ tụi nó ly tán với nhau. Cho nên rồi nó buồn, nó mượn chị dâu nó hỏi giùm nó mà tôi không cho, tôi nói không cho, về chồng ở đi. Dạ. Rồi thôi vậy rồi nó buồn, nó giờ nó không chỗ nào nó ở, thôi nó đi mà tôi cũng không biết nó đi đâu, lên đây nhờ hiệp sĩ Hải các anh em tìm giùm tôi cho nó về với con nó. Vậy là bây giờ hiện tại là hai đứa cháu ngoại của cô là đang ở của bà là đang ở với bà hả? Dạ có một mình tôi hả. Rồi bây giờ nội nội nó đưa về nội nó nuôi hổm gà, đưa về nội với cha nó ở trong nội nó. Hôm nay bà về đây bà có nói cho con rể bà biết không? Dạ không, tại vì nó không có dòm ngó tới, rồi tôi điện thoại cho nó cũng không nghe nữa, nó không trả lời nữa. Bà có hỏi con gái mình trước kia, có hỏi con gái mình cái lý do nguyên nhân gì mà hai vợ chồng trở nên như vậy không bà? Dạ theo tôi được biết á, là câu chuyện nó hơi dài. Thì trước đó chồng nó có tánh vậy đó, hở là giận 10 bữa nửa tháng 2-3 tháng không nói chuyện. Mà nói ra tôi nghe nó kể, nghe nói ra thì anh đủ mẹ đẻ bà nó nói vậy đó. Cho nên nó buồn quá nó mới nói, nó nói trong điện thoại, nó nhắn tin, tại vì không có nói chuyện, nó nhắn tin là nó nói thôi bây giờ nếu vợ chồng mà không thương nhau vậy thôi ly thân đó. Thằng chồng nó có điện vô mét với tôi như vậy đó. Dạ. Rồi kế đó là thằng chồng nó nói, nó điện nó nói với tôi là nó điện nó nói với con là ly thân 1 năm, bây giờ thôi con cũng giữ cho nó 1 năm, nếu mà nó ở được thì nó ở, không được thì nó ra mẹ nó ở. Rồi tôi mới phiên nó, tôi nói con ơi giận vợ chồng thì giận với nhau, đừng có dạy gán ở đặng mà nuôi con. Dạ. Thì thằng nó trả lời với tôi là nhịn sao được mà nhịn, nó nói là gì á, nó không mần, nói cái gì nó cũng không nghe lời, rồi nó làm biếng nó không mần. Rồi kế đó đó thì nó điện vô nó báo cho tôi một lần nữa là con Tí nó ngoài, nó tên Tí, con Tí nó đi uống rượu mẹ ơi, nó về nó không vô nhà, nó đi bái qua bái lại mà giờ nó chạy xe về ngoài mẹ rồi. Tôi mới nói với nó: con ơi thôi con với con á đi ra ngoài kiếm nó coi nó có ngoài không, nếu nó có thì kêu nó về, chứ để này nó đi mất rồi kiếm khổ lắm. Cái nó trả lời, nó nói là ghẻ, nó trả lời nó nói con không đi, không phải con không đi, con mệt lắm. Thì tôi mới nói với nó là: con ơi bây giờ mệt có một chút mà, để mai mốt xảy ra vụ gì rồi nó còn khổ nữa, con nuôi con cũng không nổi đâu.
Nhưng mà sự thật hai đứa nhỏ nó thằng rể nó cũng thương con đi lắm, mà nó cũng sợ nuôi con lắm, tại vì hai đứa kinh tế bây giờ thì eo hẹp bà dạ ha. Dạ với phần gia đình cũng không có khá giả hơn ai. Con rể bà là quê ở đâu? Dạ cũng ở gần đó chừng cây số à, cũng mà ở Vĩnh Long ha. Thằng Vĩnh Long mà thằng rể thì tôi thì ở Trường An, còn nó thì ở Tân Ngãi khác xã. Dạ dạ, thì cho nên rồi cái tới đó là bắt đầu là nó bệnh nằm bệnh viện là nó không thăm không gì hết. Vậy là chồng không có nhòm ngó chăm dạ, ngon gì vợ ấy? Không, mà đi bữa nay là nếu tính bữa nay là 21 ngày rồi nó không thề hẹ điện cho tôi tiếng nào là mẹ con ơi vợ con ở đâu hay là gì hết. Bà cho con hỏi này, con gái của bà có làm điều gì lầm lỗi không? Dạ theo thì tôi thấy má chồng nó thương nó lầm lỗi thì tôi không thấy, mà điều nó có cái tật là nó dở. Với cậu coi là đi mần công ty quanh năm suốt tháng nó mần, coi như là từ con gái tới giờ năm nay là nó hai mấy năm rồi tính hết công ty á, nhưng mà nó mần về cũng như nó mập mập quá rồi nó mệt mỏi rồi nó lo cho con nó, thì vợ chồng nó xích mích ở nhau thì tôi không biết. Mà nó mới về chồng nó ở từ hồi Tết tới giờ, còn lúc trước thì nuôi con nó thì tôi ở ngoài này với tôi. Tức là trước kia là hai vợ chồng ở chung với bà hay sao? Dạ hồi gả thì tôi gả đi chứ không gả rể, nhưng mà tới khi mà nó sanh đó thì tôi có nói với thằng rể tôi, nói bây giờ gia đình đơn chiếc chị chống cực quá thôi, nếu mà chị có cho ra ngoài này ở thì mẹ nuôi tiếp giùm cho. Thì dạ, nó cho nuôi hồi lúc mà thằng con đó mà tới bây giờ nó là năm nay nó học lớp 5, nó mới về chồng hồi Tết tới bây giờ hả. Là cái thời điểm đó là con rể có ở chung với bà không? Dạ có, nhưng mà con rể thì nó về chồng trước nó hơn năm gì rồi, nó về nó có sinh đàng hoàng. Mẹ ơi con giờ con về chồng như công chuyện đơn chiếc quá, con về chồng đi rồi con cũng tới lui thì cũng vui vẻ thôi chứ không có gì. Vậy bà cho con hỏi là trong cái quá trình thời gian ở chung với bà đó, bà cảm nhận hai vợ chồng như thế nào? Thì con rể mình tính tình ra sao? Con rể thì tánh nó nóng nảy lắm, nó hay miễn giận tới là nó không có nói chuyện nó giảng gì ai chứ. Vậy là giận dai lắm hả bà? Dạ. Con rể làm công việc gì bà? Dạ nó làm thợ hồ, mà nó đóng kết pha để cho người ta đổ tường trên này nè. Dạ. Cậu mà nhiều khi không có thì nó cũng đi làm chuyện khác. Con gái nhà mình vẫn đi làm việc đầy đủ đều đặn chứ đúng không ạ? Đâu dạ, có ăn ở không đâu đúng không ạ? Dạ không, nó không có không. Thí dụ như nó không còn làm công ty này, nó cũng xin công ty khác nó làm, thì nó có cái tật là nó dở. Mà đó tôi gả, lúc tôi gả thì tôi có nói với anh chị xui là nó dở lắm, nó dở mà lại cũng như nó không có lo mần, không có lo chăm chú chuyện trong nhà vậy đó. Dở là dở về cái gì đây bà? Thì nó dở cũng như là chặt củi, làm giường, làm đồ nó không có làm. Nhưng mà vẫn có đi làm công ty, vẫn kiếm tiền về nuôi dạ, nuôi con. Dạ thì nó làm công ty, nó kiếm tiền, nó nuôi con nó thôi. Đâu có ai hoàn hảo hết đâu bà, đúng không? Dạ. Ý của con là đâu có ai là hoàn hảo hết đâu. Mình dở cái này nhưng mình làm được cái khác dạ, mà. Con rể nhà mình có nhậu không? Dạ lúc trước thì nhậu lắm, mà lúc này, thời gian này đến cả năm nay rồi bỏ không có nhậu. Trước giờ trong cùng với gia đình nhà mình á, có bao giờ mà bà thấy con rể mình đánh con gái mình không? Dạ không, cái vụ đó thì không có, không bao giờ có. Chửi thì có chứ đúng không ạ? Chửi thì nó ngay nó chửi đâu, trong nhà chồng chứ nó chửi trước mặt mình thì nó dạ, không có chửi. Vậy là về ở, quay lại về ở nhà chồng được lâu không thì bắt đầu là xảy ra chuyện đây phải? Dạ mới từ hồi Tết tới giờ. Tết giờ. Tại hồi Tết tới giờ là tôi thấy ý của chồng nó là hầu như là không muốn cho nó về ngoài này nữa, cũng như con nó lớn rồi đó, nó muốn là cho về chồng, nó muốn đem con đi về chồng mà nó không có xin. Dạ. Như vợ nó hỏi cái gì thì nó nói là nó không biết làm gì làm, nó không biết. Rồi tôi thấy như vậy là nó không có muốn ngoài này rồi, thôi tôi cho con nó về chồng luôn, mẹ con nó về. Dạ. Mà sự thật là tôi nuôi hai đứa con, hai đứa cháu, bây giờ tôi mến tay mến chân lắm. Vậy là từ Tết tới giờ về chưa được bao lâu thì vợ dạ, chồng trở nên dạ, như vậy. Dạ. Bây giờ là vợ đi như vậy là chồng là không quan tâm nữa rồi, không, muốn đi đâu đi đúng không? Đi từ coi như là con vợ nó nói với tôi thì từ hồi mà nó nói là ly thân nó là tới giờ là nó không nói chuyện, mà nấu đồ ăn nó cũng không ăn. Thời gian mà con gái cầu cứu bà, nói với bà là muốn xin về nhà mẹ đẻ để ở đó là lâu chưa? Dạ mới hôm bữa nằm bệnh viện thì cách hai bữa là nó đi đó. Tôi không cho là nó đi, tôi nhất định không cho. Cụ thể là ngày tháng nào bà? Dạ ngày 25 tháng 6 là ngày của mình đó, cho ngày Tây tôi không biết, hình định lúc đó cũng 29 28 29 Tây tháng 7 gì đó.
Cuối biết. Tháng 7. Dạ tôi không không nhớ gần. Vậy là mới đây mà. Dạ bữa mới nay được nữa. 20 ngày chứ nhiêu. Bữa nay nữa là tính bữa nay là 21 ngày rồi. 21 ngày. Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà nó đi rồi á chừng 10 bữa thì nó có nhắn tin về cho con của thằng cục hồi nãy đó, thằng đó cháu đó. Thì nó nhắn là cho cô xin lỗi bà Sáu. Cô khổ, cô hoàn cảnh cô khổ lắm, cô không chịu nổi. Bây giờ cô không về. Rồi con nhỏ nó, con cháu nó mới hỏi cô ơi cô về, mấy đứa cháu nó khóc dữ lắm. Rồi nó mới trả lời là mấy đứa cha mấy đứa cô thương con cô dữ lắm, đứt ruột đứt gan, nhưng mà bây giờ để cho cha nó nuôi thời gian đi, cha nó biết. Nhưng mà tiền thì thời gian lúc nào nó có tiền thì nó giúp cho đóng tiền học, còn không có thì thôi. Vậy là hôm đó con của cô có nói với cô là chịu hết nổi với nhà chồng rồi, dạ, và muốn có. Về nhà, là lúc đó là con của cô có dẫn hai đứa con về cho bà chưa? Dạ thì con nó hổm gài từ Tết giờ tôi nói về chồng ở đó. Dạ. Dạ. Vậy là khi mà cô không đồng bà không đồng ý cái là con của mình là bỏ đi luôn. Dạ. Nhưng mà tại sao bà lại không đồng ý? Nó lý do vậy nè cậu. Gia đình chị với cô đã đau chiếc lắm. Con mình cô mà cô phải lo làm để cô sống, cô có miếng giường ở trong Đồng Tháp á. Là một công cô về cô chăm sóc, bây giờ nếu mà giữ nó lớn rồi giữ nó thì thứ bảy thứ hai thứ ba thì ở nhà trực nó nặng cho nội nó rước đưa về đó, nặng mình nấu cơm nước cho nó ăn, rồi sáng mơi thì sửa soạn đồ tiếp với mẹ nó cho nó đi học, mẹ nó đưa cho nó đi, rồi chiều thì ông nội nó rước đưa về, cho nên từ chỗ đó tôi mới không cho là cái thứ nhất. Yeah. Còn cái thứ hai nữa, vợ chồng nó xích mích như vậy mà tôi cho nó nhiều ngoài này thì bên Suya người ta coi tôi ra gì. Tôi muốn hàn gắn lại cho nó để cho nó sống, nó nuôi con nó. Cho tôi đã mồ côi mẹ hồi nhỏ rồi tôi biết cảnh khổ. Cho nên bây giờ tôi khổ lắm cậu ơi. Bà ơi, trước giờ là hai vợ chồng của con gái nhà mình có xảy ra cái chuyện này bao giờ chưa? Dạ nói chi không rõ. Ý của con là trước giờ hai vợ chồng có cái chuyện giận hờn như vậy bao giờ chưa? Dạ có, cũng nhiều lần. Vậy thì cái hôn nhân này là không bao giờ bền vững được bà. Dạ. Thằng chồng nó khó, nó nói gần đây từ hồi mà nói mà ly thân đó là tới giờ nấu cơm nó về nó nấu cơm nó cũng không ăn, mà nó không có nói chuyện mà không dòm ngó gì tới hết. Nó nói bà xui cũng như là con rể của bà có tôn trọng bà không? Dạ. Bên xui gia cũng như là con rể của bà có dạ, tôn trọng bà không? Tôn trọng lắm, bên xui gia người ta hiền, người ta cũng được lắm, ta cũng gầy con lắm mà gầy nó không có nghe. Con gái nhà mình có làm mất lòng gì bên nhà chồng không? Mẹ dạ. Chồng và con gái nhà mình có chuyện gì xảy ra không? Dạ không, thì nó có cái tật dở, nó gì nó không mần, không thí dụ như nó quét cái nhà thì nó cũng không có bằng người ta, sạch sẽ như người ta, rồi nó làm cái gì chị xui nói là nó mần được lắm chị, mà nó không mần. Nó biết mần hết trơn mà nó không mần, thì về chủ nhật nó cũng phải cơm nước, rồi nó giặt giũ quần áo cho con nó, rồi nó cũng làm chuyện lặt vặt trong nhà, chứ nó không có ra giường mà nó không có làm cái gì ở ngoài giường ngoài tược, không có giúp cái gì được ở ngoài hết á. Tại vì đúng ra nghe là đi về ngày đó mình nói không phải tôi binh con mà cậu tính nó mần. Dạ. Từ thứ bảy mà mần tăng ca tới 8 giờ gặp công ty này mần toàn 8 giờ không à. Mà nó tới giờ đó nó về thì nó phải giặt quần giặt áo cho con. Dạ. Rồi thằng chồng thì ở nhà có lúc nó nói phải ở nhà mà anh bỏ đồ vô trong máy, có máy mà chồng nó có mua máy, anh bỏ vô máy anh giặt con về con phơi cũng được. Mà nó không có làm, cũng như là nó không làm. Là con rể không có làm? Dạ, nó không thích làm, nó chỉ đi làm thợ rồi thôi. Ở nhà coi như nào nó cũng không giúp chị xui nữa, chứ không phải là một mình con. Vậy là con gái nhà mình làm dâu rồi đúng không bà? Ở dạ. Chung hết gia đình nhà bên chồng đúng không ạ? Dạ, cậu không nghe rõ. Ý của con là con gái nhà mình khi mà lấy chồng về nhà chồng là ở chung với ba mẹ chồng hết đúng không ạ? Là làm dâu á bà đúng không? Dạ, ở được có không biết bao lâu thì tôi không biết, nhưng mà khi nó mang thai rồi nó sanh rồi tôi hỏi xin cho ra đây tôi nuôi giùm. Không, ý con nói là cái thời gian gần đây này. Dạ, thời gian gần đây. Đúng không ạ? Dạ, thì ở từ hồi Tết tới giờ là ở dưới. Bà xui ra có mắng rốn bà chuyện gì về con gái nhà mình không? Dạ có. Mắng rốn thì sao bà? Có bà xui có vô nói với tôi là chị xui ơi chị gầy giùm nó, cha nó thì khó, mà bây giờ nó nhuộm đầu, nó quẹt ở trước cái chớp đỏ đỏ, chị gầy với nó sơn móng tay móng giò,
thằng chồng thì đi mần đen thù lùi mà nó xíu sàng vậy đó, nó ngay rồi tôi gầy nó, cái đầu nó bây giờ còn đỏ là nó chưa có hết, cái sưng đỏ chớp thì chưa hết, còn móng tay móng giò thì tưởng đó nó rồi nó bỏ luôn, nó không có làm. Là bà xui mắng rốn chuyện đấy. Nói vậy nhiêu thôi chứ bà xui thì bà cũng biết, bà cũng thương nó lắm. Gầy hả, chuyện gì không phải thì bà gầy. Mỗi thế hệ mới khác, bà thế hệ của bà khác, thế hệ của bà xui khác và thế hệ của chị này khác. Cái làm đẹp đó là cái chuyện bình thường. Còn mình ở mình, thứ nhất là con nhà mình về làm dâu mà mẹ chồng mà thứ nhất là khó, hoặc cha chồng mà khó mà cứ tối ngày cứ để ý chuyện này chuyện kia, chuyện nhỏ nhặt để mà nói thì thật sự rất khó sống. Và đặc biệt rằng là không riêng câu chuyện nhà mình, và rất nhiều cái câu chuyện của nhiều gia đình khác, rằng là cái người chồng á, cái người chồng nhu nhược, không có gọi là đứng về cái lẽ phải mà cứ toàn nghe lời bên, thứ nhất là nghe lời mẹ chồng, nghe lời cha chồng, gọi là không có tiếng nói á, thì cũng rất khó sống. Con chưa khẳng định, chưa biết được rằng là cái câu chuyện nhà mình như thế nào. Nhưng con thấy trong cái câu chuyện này là cái chiều hướng rằng là con gái nhà mình và con rể nếu ở với nhau nữa sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Nên mà con gái nhà mình tâm nguyện là muốn về ở với bà, thì bà cũng mở lòng để mà bà chào đón con đi. Bởi vì hôn nhân mà không hạnh phúc thì ở bên đấy thì cũng đâu có được gì đâu, đâu được dài đâu. Ở mà tối ngày cứ nhìn mặt nhau, nói chuyện hở một hai câu ra muốn cãi lộn rồi, kiểu kiểu là thế này thế kia, sao ở đây bà, đúng không ạ? Vậy là tới giờ phút này con gái của bà là đi đâu, làm gì là bà không biết. Giờ không biết, từ bữa đó tới giờ là nó tắt điện thoại luôn, không có tin tức gì nó. Còn bữa nó nhắn tin là nó nhắn cho nhỏ cháu, rồi thôi nó cũng cúp luôn tới giờ. Nhưng mà tôi thì tôi không có chính xác là nó đi đâu. Bây giờ nếu mà tiếng dư luận thì nó bỏ nó theo trai, mà sự thật thì từ hồi xưa tới bây giờ tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn thì tôi không có thấy nó tánh đó. Nhưng mà nó sửa sạn thì nó có sửa sạn, nó ra công ty nó mần thì nó cũng đua đòi theo bạn bè. Mà chị xui gầy vậy thì cũng đúng, thì thôi tôi cũng gầy nó, thì nó cũng cái đầu nó thì chưa hết đỏ, tay nhuộm mà. Có khi nào con nhà mình lại có người tình bên ngoài không? Dạ không đâu, nó không có, tôi không có thấy gì hết trơn á. Vậy là bên chồng, bên con rể á, cũng như bên suy ra, có nói cái chuyện mà con gái nhà mình theo trai không? Cũng không luôn à. Không có nói. Vậy là bà nghe ai nói? Nghe nói cái gì? Ý là nghe người ta nói là theo trai hả? Thì tôi nói tiếng dị luận bây giờ, thí dụ bây giờ là người ta nói nó theo trai, cũng như là bỏ chồng theo trai thôi, chứ người ta đâu có nói là nó buồn những gia nhà đâu. Dạ, khổ ha. Rồi cách nó nằm bệnh viện, nó là nó nằm hồi thứ ba, thứ tư, thứ hai gì đó, tới chủ nhật thì nó chạy về nhà, nó thăm nhà. Cái cha nó ở nhà mới nói với con nó lớn rồi mà nó biết mà. Dạ. Cha nó nói với con nó là mẹ con đi mẹ con bỏ cha đi rồi, để mai mốt cái cha cưới vợ mới về cha nuôi con. Nó nghe đó bắt đầu nó buồn, nó nói trời, nó con nằm bệnh viện, nó nói con nằm bệnh viện mà anh không hề hỏi thăm con một tiếng, cũng không thèm gì hết. Bây giờ về nhà trái lại anh nói vậy, con bây giờ con hết đường sống rồi. Vợ chồng như vậy không sống được đâu, không có hạnh phúc đâu. Bây giờ tốt nhất là cái duyên cái nợ đến đó hết, là mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ là theo như con như thế này, là con gái của cô là khẳng định là sẽ không tiếp tục cái cuộc hôn nhân này nữa. Bởi vì như câu chuyện của bà chia sẻ, là con gái của mình cảm thấy là thiếu sự quan tâm và thiếu sự tôn trọng. Chồng không quan tâm, có chồng là cũng như không đấy. Và vợ chồng cãi vã, không có tiếng nói chung, thì làm sao mà sống những cái ngày tháng tiếp tục được đây, đúng không? Nên mà bà cũng phải đón chào cái sự thật thôi. Bây giờ chỉ mong sao là sớm tìm được chị ấy. Chị ấy về là mọi chuyện sẽ rõ. Trắng đen như thế nào thì chị ấy là người rõ nhất. Vậy bây giờ nhờ đây hiệp sĩ Hải với anh em gắng tìm giùm tội nghiệp. Vậy là hai đứa cháu ngoại bây giờ hiện tại đang ở với ba nó. Dạ, ở với cha nó. Cháu lớn là nhiêu tuổi rồi ba? Dạ tôi quên quá, nhưng mà năm nay nó lên lớp 5, nó làm như là 10 tuổi hay 11 gì đó. Nay nó lên lớp 5 nè, vô trường này nó lên lớp 5 nè. Đúng rồi, lớp 5 là 10 tuổi. Dạ. Nó nhớ mẹ. Còn cháu nhỏ? Dạ, cháu nhỏ là nó vô lớp 3. Lớp 3 là 8 tuổi rồi. Dạ, mà nó nhớ mẹ nó dữ lắm. Nó nói, bà ngoại ơi, bà ngoại đi kia tìm coi cô bác, anh chị nào đâu mà có mẹ con ở, vẫn kêu mẹ con về giùm, con nhớ mẹ con dữ lắm, rồi nó khóc sáng đêm luôn. Con vẫn hy vọng cái cuộc tìm kiếm ngày hôm nay là hy vọng rằng là con gái của bà xem được video này, đang ở đâu đó sớm quay trở về. Chồng có thể bỏ được, nhưng làm ơn đừng bỏ con.
Bởi vì là những đứa con thơ nó không có tội. Dạ. Bởi vì bản thân con là con chứng kiến những cái cảnh mà vợ chồng ly dị chia tay. Tội nghiệp nhất, khổ nhất vẫn là những đứa con thơ. Đứa con thơ nó đâu có tội đâu. Dạ. Chuyện người lớn mà. Bây giờ là con thì thiếu đi cái tình thương của cả mẹ và cả cha. Dạ. Điều đó thật sự rất là tội nghiệp các bé. Trong khi đó các bé đang cái tuổi ăn, tuổi lớn, đang tuổi học, tuổi hành. Bây giờ chuyện vợ chồng như vậy rồi ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý cũng như là cái tinh thần của các bé, để các bé ảnh hưởng rất lớn trong cái công việc mà các bé học hành. Bà rất thương ha, hy vọng rằng là chị gái xem được video này đang ở đâu đó hãy suy nghĩ lại. Nếu chị thật sự mà không còn thương chồng nữa, hoặc là chồng không còn thương chị, thì hai người cứ về nói chuyện rõ ràng với nhau. Và mình đường đường chính chính mình ra tòa mình ly dị. Nhưng chị phải về để mà đặc biệt để chăm sóc hai đứa con, bởi vì hai đứa con rất nhớ chị. Em đã nói rất nhiều cái câu chuyện rồi. Vợ có thể bỏ chồng, chồng có thể bỏ vợ, nhưng xin làm ơn đừng bỏ các con. Bởi vì các con nó không có tội. Các con nó mà thiếu thốn tình cảm một trong hai người thì thật sự đó là cái điều rất đáng tiếc. Đừng có để mọi chuyện sau này khi các con lớn lên nó lại oán hờn trách hờn, thì điều đó rất là đáng tiếc. Nên mong rằng chị gái xem được video này đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, để có cách có hướng để giải quyết gia đình. Nếu không còn thương chồng, mình cũng đường đường chính chính mình nói chuyện. Bởi vì trước khi cưới, trước kia cưới là có đăng ký kết hôn không bà? Dạ thưa có đăng quan. Trước kia cưới là mình có làm thủ tục đăng ký kết hôn, được pháp luật chứng kiến, thì bây giờ mình cũng về để mình làm giấy tờ ly dị hợp pháp, rồi đường ai nấy đi, để tránh sau này có những cái chuyện phiền phức. Thì bà lần này nếu mà con gái của bà xem được video này quay về thì bà cũng phải đón nhận đi nhá. Bởi vì cái chuyện của con như vậy thì không có người mẹ người cha nào mong muốn hết. Nhưng mà tới mức độ như vậy rồi, tức nước vỡ bờ rồi, không thể sống chung nữa rồi, thì mình cũng chào đón. Còn mọi chuyện dư luận bên ngoài thì họ có miệng họ nói, mình cũng không quan tâm nhá. Miễn sao cái cuộc sống nhà mình tốt đẹp là được. Còn họ muốn nói thế nào nói, miệng đời mà bà quan tâm chi. Người ta nói bỏ chồng theo trai thì người ta nói chán người ta nghỉ à nhá. Mình cũng không phải bận tâm những cái chuyện đấy làm gì. Nhưng bây giờ mình phải đón chào, bởi vì con là con gái của mình mà. Đúng không ạ? Tụi con đứa con nữa. Nhưng mà mình cứ đón chào con đi. Mình đừng có suy nghĩ rằng là thế này thế kia. Bây giờ mà chồng của chị này mà như thế rồi, mà bây giờ quay về nhà mẹ ruột mà mẹ ruột không đón chào nữa, là chị suy nghĩ này kia thôi. Là chị bỏ đi mà biết đi đâu đây. Rồi chị làm những cái điều dại dột làm sao đây. Thì lúc đầu tôi cũng sợ nó tự giận không à. Rồi sau này nó nhắn tin về, nhưng mà nó nói là nó không về. Bởi tôi nghe trên clip, trên mạng là bác sĩ Hải giúp giùm vậy, cho nên tôi lên đây tôi nhờ bác sĩ, hiệp sĩ với anh em trong đội đi giúp giùm tìm cho con tôi về được. Thật sự con rất thương bà. Bởi vì là một người mẹ, một người ngoại, tóc bạc hết rồi, lưng thì còng, mà phải đi từ Vĩnh Long lên Bình Dương hàng trăm cây số để đi tìm con. Đó là một điều mà thật sự bản thân con ngồi đây này, con rất nghẹn ngào trong cái câu chuyện của bà. Con rất thương bà, thương vô cùng. Bởi vì chuyện của các con mà làm mẹ phải đau lòng, nuôi con khôn lớn, tới khi mà gả chồng có cháu ngoại, chăm cháu ngoại đã khổ vì con rồi, bây giờ lại còn phải chăm cả cháu ngoại nữa, mà tới giờ phút này lại nước mắt lại đang lưng chồng để mà đi tìm con. Đó là cái điều thật sự con rất đau lòng bà. Nên mong rằng là bà cố gắng, chuyện gì đến nó sẽ đến, và tất cả mọi chuyện đều có cách có hướng để giải quyết hết. Nên mà bà cứ bình tĩnh nhá. Con tin rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay và sau khi video này được đăng tải lên, con gái của bà sẽ xem được và sớm quay trở về. Bà hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của bà đi. Dạ. Xin phép mời bà. Dạ bây giờ tôi nói cũng như nhắn con hết. Dạ. Dạ. Tí ơi, nay mẹ lên gặp hiệp sĩ Hải để tìm con. Nếu con nghe được mạng này, tin này, thì con về với con đi. Con nó khổ lắm. Bây giờ nếu mà con về thì mẹ vô hỏi xin anh chị xui cho con về ngoài này con ở. Con đặng con nuôi con cho nó khôn lớn. Chừng nó lớn thì sao bây giờ, dễ khổ lắm con ơi. Người ta di lận ngoài, người ta đâu có nói con giận chồng, mà ta cứ nghĩ là con bỏ chồng mà theo trai không à. Di lận khổ lắm mẹ nghe, mà khổ dữ lắm. Thôi con gán về đi. Nếu mà con nhận được tin này thì con điện cho mẹ đi.
Rồi thí dụ mà con không về được á, xe cộ này kia con khó khăn á, thì con điện đi mẹ kêu mượn mấy anh con lên rước con. Thôi con gắng cố gắng về đi con, về rồi mẹ giải quyết cho, chứ bây giờ để nhà con mẹ khổ quá trời khổ, mẹ không chịu nổi, đêm nào mẹ cũng khóc suốt. Bây giờ là con dại là cái mang rồi. Khổ cho người mẹ, thật sự rất khổ. Bây giờ cái chuyện của chị á, cô cứ bình tĩnh nha. Khi cô về đây thì các con sẽ giúp đỡ cô hết sức có thể cô nhá. Nên mong sao thì cô bình tĩnh. Bởi vì tuổi của cô là tuổi già, sức yếu rồi. Mà bây giờ cô cứ lo lắng hoài như vậy thì ảnh hưởng lắm nha. Cô về cô cứ ăn uống bình thường cho con. Mọi chuyện là để các con ở đây lo cho. Còn cái chuyện mà con gái của cô về á, là cô như cô chia sẻ cái tâm nguyện của cô linh sinh bà xui. Theo như con, cô cũng không phải cần phải linh sinh bà xui gì đâu. Chuyện của các con nó thì bây giờ nó đã như vậy rồi, trên cái đà là tan vỡ rồi. Để tự con nó quyết định cuộc đời của nó đi. Nó ở hay không là do nó nhá. Bây giờ mình không ép buộc, không góp ý nữa. Bây giờ mình lên mình nói chuyện với xui ra sinh rồi ở 3 bữa nửa tháng lại đi nữa rồi sao đây. Đúng không ạ? Trong cái câu chuyện của nhà mình thì bản thân con chưa biết được là con gái của cô cái lỗi lầm như thế nào. Và đặc biệt rằng chưa biết được cái người chồng của chị này là đối xử ra sao. Cũng có thể là lỗi là do con nhà mình và cũng do con rể. Hoặc là có thể chị này đi làm công ty quen ai đó. Như thế nào đó thì cái người chồng mới giận rồi như vậy. Mình chưa thể biết được. Nên con mong sao rằng là khi con gái của bà về, chuyện của con để tự con giải quyết đi nha. Con biết bà là muốn nói chuyện người lớn, bởi vì bà không muốn để mang tai mắc tiếng ở quê nữa. Thật sự ở quê thì câu chuyện nó chỉ bằng tí xíu thôi, nhưng mà gặp rất nhiều người, nhiều chuyện ở quê, cứ người này nói người kia nói người nọ, rồi câu chuyện có một tí xíu thôi, chuyện bé mà xé ra to. Đâm ra này cứ người này bàn tán rồi lại mang tai mắc tiếng, đó là cái điều thật sự rất là khổ. Cái chuyện nhà mình không lo mà cứ lo chuyện nhà người ta không à. Nhưng mà bà cũng đừng bận tâm nhá. Cuối video thì con chúc cho bà nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt con gái của bà sớm quay trở về một ngày gần nhất nhá. Nên bà yên tâm nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện vợ chồng phức tạp. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Và hy vọng một ngày gần nhất chị gái này quay trở về và sẽ có mặt tại đây để mà chia sẻ cái lý do, cái sự thật của cái câu chuyện hai vợ chồng dẫn tới cái mức độ như vậy khiến chị gái phải bỏ đi. Thì để cho cô chú anh chị được hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì câu chuyện thì cứ mình nói tóm tắt thôi, chứ mình còn chưa thể xác thực xác minh được như thế nào cả. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để mong một ngày chị gái cảm nhận được cái tình yêu thương của một người mẹ tóc bạc lưng còng đi tìm chị, thì chị sớm quay trở về. Đặc biệt là thương hai đứa con thơ đang mong chờ chị ở nhà từng ngày, từng phút, từng giờ. Em cuối video em vẫn phải nói, chồng có thể bỏ được, vợ có thể bỏ được, nhưng làm ơn đừng bỏ con. Em khẳng định luôn, vợ chồng chỉ là người dưng thôi. Vợ chồng chỉ là người dưng. Mình cảm thấy mình yêu thương nhau, quý mến nhau, tình nghĩa với nhau thì mình tiếp tục, mình ở và mình sống. Còn nếu một khi đã hết duyên, hết nợ, hết tình, hết nghĩa, hết thương, thì mình đường đường chính chính, đường ai nấy đi thôi. Việc gì mình phải làm khổ nhau, mình giải thoát cho nhau. Bởi vì cuộc đời nó còn dài lắm. Vợ chồng chỉ là người dưng. Họ tốt với mình thì mình tốt lại, họ thương mình thì mình thương lại, họ tình nghĩa với mình thì mình tình nghĩa lại. Còn một khi đàn đã đứt dây rồi á, có níu kéo, có hàn gắn, có ràng buộc thì sống cũng chẳng hạnh phúc đâu, cũng chẳng đâu tới đâu đâu. Nên mong rằng cái câu chuyện của con gái của bà cũng thế thôi bà. Bà là thế hệ, những thế hệ về trước là bà luôn luôn sâu sắc cái tình nghĩa vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau là phải tới đầu bạc răng long, đúng không ạ? Mình sống là mình không phải để mang tai mang tiếng gì cho mọi người, cho làng xóm người ta gì nghĩ, đúng không ạ? Cái thế hệ của bà á. Đúng. Và đặc biệt rằng là cái những thời của bà là làm dâu. Làm dâu là chịu khó lắm. Không bao giờ là để mất lòng bên nhà chồng. Nhưng cái thời trẻ khác rồi bà ơi. Thời đại 2024 là nam nữ bình đẳng hết nha. Nên mà mong rằng bà cố gắng nha. Rồi còn trong đầu cho tôi nhắn đôi lời với nhà trọ. Các cô bác anh chị ở nhà trọ ơi, con tôi là tên Hồ Thị Lan Phương, sinh 1985. Nếu có ở nhà trọ nào có đăng ký giấy thì cô bác kêu nó về giùm với con nó, tôi rất cảm ơn.
Bây giờ là bà xong là bà bắt xe bà về dưới Vĩnh Long luôn hả? Dạ, có tôi có mướn xe người ta chờ ở ngoài. Sáng giờ bà ăn gì chưa? Dạ chưa, mà có Trời đem đất đồ theo. ơi, đem đồ theo à? Đem gì theo? Dạ tại vì tôi ăn tương, tháng này tôi ăn tương ra tôi phải đem đồ tương Chứ theo sáng sợ. giờ là bà chưa ăn uống gì luôn. Giờ sáng có uống ly sữa. Trời ơi, bà là năm nay nhiêu tuổi rồi đây? Dạ năm nay tôi 77. 77 là có một mình, còn 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 ông là mất lâu hả bà? Dạ, mất lâu rồi. Khổ ha. Dạ. Có đứa con gái duy nhất. Con đứa mà bây giờ bên đội gắng tìm giùm tôi cảm ơn. Chứ bây giờ nó trả lời nó không về. Nó trả lời, nó nhắn tin là nó nói cô không về. Để cho cha nó nuôi nó một thời gian đi, cho cha nó biết cảnh khổ để nuôi con. Với hai nữa, một thời gian cô bớt buồn cô mới về, chứ cô không Đó, về bây giờ đâu. cái chuyện vợ chồng mà làm khổ biết bao nhiêu người. Thôi bà cố gắng nha. Con Dạ chúc bà thượng lộ bình an về Vĩnh dạ Long. thôi cảm ơn bên Và cái điều đội. đặc biệt là con gái của bà sớm quay trở về đoàn tụ với bà cũng như là chăm hai đứa cháu nhá, cháu ngoại Dạ của bà dạ nhá. cảm ơn bên Dạ. đội. Dạ Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.